Dạ Mai, chú chè bông, xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với em. Cả nhà ơi, ngày hôm nay em tiếp tục nhổ hàng mai con quấn rễ để về giao cho quý khách đây cả nhà. Đó, hiện tại thì người ta đang còn cái mặt bằng để làm còn cái mùa vụ mới, cho nên người ta thanh lý giá rất là rẻ luôn nha. Và lô mai ngày hôm nay thì tình nó rất là mập luôn cả nhà. Đây, em sẽ quay cho cả nhà mình cùng xem ha. Mập lắm. Đây, đi tới nha. Đó, số lượng rất là nhiều luôn cả nhà. Tầm khoảng còn tầm khoảng 10.000 cây á. Ở đây nè, cả nhà nhìn nè. Cây nào cây nấy nó mập nè. Rất rất là mập luôn nha. Đó, đây nè, cả nhà nhìn nè. Mập mà cây xanh tươi luôn á cả nhà. Quá trời cái lô này luôn ha. Đây nè. Mọi người nhìn nè. Quá trời luôn cả nhà ơi. Đây. Đó, chiều cao 60 đến 80 xăng luôn cả nhà. Rồi lô này ngày hôm nay em bán với giá 5.900 một cây thôi ha. Nếu chúng ta lấy 50 cây bên em còn bao ship nha. Và đặc biệt tặng cho chúng ta 3 cây nha cả nhà. Rồi đây em sẽ cho cả nhà mình cùng xem rễ nha cả nhà ơi. Đây, rễ nó lộn xộn như thế này, nó có lò xo, nó có bí và nó có thú và nó có đủ kiểu như thế này. Cây đây nè cả nhà, rất là mập và rất là to luôn ha. Trời ơi, không có năm nào mà nó mai con nó rẻ như năm nay luôn á mọi người. Hàng này thường là khoảng tầm khoảng 8k một cây á, ngày hôm nay còn có 5.000 mấy cây à, quá trời rẻ luôn. Năm nay đúng rẻ luôn á trời. Năm nay rẻ ghê hồn, mai con năm nay rẻ quá rẻ. Coi này cả nhà nhìn nè. Đó, cây nó mập nè, trời ơi coi nè. Ghê thiệt chứ. Nè, nè cái mấy cái rễ này nó lớn ghê không cả nhà. Nó lồi lên luôn ha. Nói chung là năm nay thì hàng mai con thiệt tình rất là rẻ luôn á mọi người. Đây nè, trời ơi cây nè. Đó, đây nè cả nhà nhìn nè. Quá mập luôn rồi. Cây này nó mập chứ không có mập không? Mập thì cao tầm khoảng 60 xăng, 60 trở lên đó cả nhà. Đó ha. Rồi có 5.900 nè, ai mà không lụm lô này nữa biết lụm lô nào trời. Ha, tranh thủ nha cả nhà ơi. Ok thì alo cho em nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha.